Chúng tôi là Dietra Thu Hà Nguyễn, là nghị viên của thành phố Garango địa hạt số 3. Trước thềm năm mới, chúng tôi xin kính chúc quý đồng hương xa gần, đặc biệt trong khu lý ở Sài Gòn của chúng ta, một năm mới an khang thịnh vượng. Và nhất là với khán giả của đài CBN TV, một năm mới tràn đầy hạnh phúc, mọi điều như ý. Chúc mừng năm mới!